Hello everyone, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn 10 mẫu câu tiếp theo, sentence patterns, và mình sẽ học mẫu câu về câu hỏi yes no questions, tức là câu hỏi có hoặc là không. Thì bắt đầu hỏi là do you, do they, does she, does he, và để trả lời thì nếu mình đồng ý sẽ trả lời là yes I do, không đồng ý là no I don't, và tiếp theo là yes they do, no they don't, yes she does, no she doesn't, yes he does, no he doesn't. Và cách thành lập câu hỏi này là do hoặc là does, trợ động từ cộng chủ ngữ subject và cộng verb là động từ thường, và cuối câu phải có dấu chấm hỏi. Ví dụ, do you watch cartoon, bạn có xem phim hoạt hình không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Và câu đầu tiên, cô hướng dẫn là miss me, nhớ tôi. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện, do you miss me, bạn có nhớ tôi không? Nếu có, sẽ trả lời yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ mình cùng nhau lặp lại câu này. Do you miss me? Yes I do. No I don't. Do you miss me? Yes I do. No I don't. Do you miss me? Yes I do. No I don't. Và xem hình ảnh này, các bạn đoán được câu tiếp theo cô muốn dẫn đó chính là remember me, nhớ tôi. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện, do you remember me now? Bây giờ bạn có nhớ tôi không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Và bây giờ chúng ta cùng lặp lại câu này. Do you remember me now? Yes I do. No I don't. Do you remember me now? Yes I do. No I don't. Do you remember me now? Yes, I do. No, I don't. Và các bạn nhìn hình ảnh này, các bạn đoán xem câu tiếp theo đó chính là gì? Đó chính là watch action movies, xem phim hành động. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện, do you often watch action movies? Bạn có xem phim hành động hay không? Nếu có, yes, I do. Nếu không, no, I don't. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lặp lại câu này. Do you often watch action movies? Yes, I do. No, I don't. Do you often watch action movies? Yes, I do. No, I don't. Do you often watch action movies? Yes, I do. No, I don't. Và xem những hình ảnh tiếp theo, các bạn sẽ đoán được câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn đó chính là want to, bằng từ wanna, nghĩa là muốn làm gì. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to go, hoặc là do you wanna go, bạn muốn đi phải không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ chúng ta cùng lặp lại câu này. Do you wanna go? Yes I do. No I don't. Do you wanna go? Yes I do. No I don't. Do you wanna go? Yes I do. No I don't. Rồi nhìn những hình ảnh này, các bạn đoán xem câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn đó chính là want to bằng wanna, muốn làm gì. Và mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to go home, hoặc là do you want to go home, bạn có muốn về nhà không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you want to go home? Yes I do. No I don't. Do you want to go home? Yes I do. No, I don't. Do you want to go home? Yes, I do. No, I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho các bạn. Đó chính là want to bằng wanna, muốn làm gì. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to grow old with me? Hoặc do you want to grow old with me? Bạn có muốn sống bên tôi trọn đời này không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you wanna grow old with me? Yes I do. No I don't. Do you wanna grow old with me? Yes I do. No I don't. Do you wanna grow old with me? Yes I do. No I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn nói đến, đó chính là want to bằng wanna, muốn làm gì. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to watch TV? Hoặc là do you want to watch TV?
Bạn có muốn xem TV không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you wanna watch TV? Yes I do. No I don't. Do you wanna watch TV? Yes I do. No I don't. Do you wanna watch TV? Yes I do. No I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn, đó chính là want to bằng wanna, muốn làm gì. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to hold my hand? Hoặc là do you want to hold my hand? Bạn có muốn cầm tay của mình không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you want to hold my hand? Yes I do. No I don't. Do you want to hold my hand? Yes I do. No I don't. Do you want to hold my hand? Yes I do. No I don't. Và các bạn nhìn hình ảnh tiếp theo, các bạn đoán xem câu tiếp theo cô muốn nói đến đó chính là gì? Đó chính là want to bằng wanna, muốn làm gì. Và mình sẽ hỏi người đối diện, do you want to find a way to solve that problem? Hoặc là mình sẽ hỏi, do you want to find a way to solve that problem? Bạn có muốn tìm cách để giải quyết vấn đề đó không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you want to find a way to solve that problem? Yes I do. No I don't. Do you want to find a way to solve that problem? Yes I do. No I don't. Do you want to find a way to solve that problem? Yes I do. No I don't. Và các bạn xem những hình ảnh tiếp theo này, các bạn đoán xem câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là gì? Đó là like to sing a song, thích hát một bài hát. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện, do you like to sing a song? Bạn có thích hát một bài hát không? Nếu có, yes I do. Nếu không, no I don't. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Do you like to sing a song? Yes I do. No I don't. Do you like to sing a song? Yes I do. No I don't. Do you like to sing a song? Yes I do. No I don't. Thank you so much for watching. Like and subscribe my channel for more videos. Goodbye. Và các bạn chú ý xem các clip tiếp theo của cô nhé.